Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Blodstad. Hắn ta dần cũng tiết lộ thân phận của mình là người ngoài hành tinh với tên gọi Eivor, một kẻ đến hành tinh này với mục đích hủy diệt. Bước cuối cùng để thực hiện kế hoạch này là có lại sức mạnh của Eivor Driver, thứ sức mạnh mà hắn ta đã mất đi sau khi chiếm đóng sao hỏa. Biết rõ nơi cất giữ của nó là căn cứ của Sento, hắn ta đã đưa ra một điều kiện bằng cách bắt giữ thủ tướng của Toto làm con tin. Sento đã tìm được Eivor Driver được giấu kín, sửa chữa nó nhằm trao đổi lấy sự tự do của thủ tướng Toto. Cuộc giằng co giữa cả hai bên đã xảy ra. Tưởng chừng như tên Eivor sẽ mãi mãi không chạm được vào chiếc Eivor Driver, ngoài Sento lẫn Banjo còn có sự giúp đỡ của cả Ro và Ri, bốn rider trên một chiến tuyến. Khả năng của Blodstad lúc này đã vượt quá giới hạn, hắn ta làm gì có cửa với Kamen Rider Ro. Nhưng tất cả đều phải bất ngờ trước chiếc thùng mà Uzumi xuất hiện. Hắn ta đã chụp lấy Eivor Driver từ tay của Misora, quăng nó cho Eivor. Nụ cười nham nhở của hắn ta khi có được sức mạnh của bản thân chuyển hóa cùng với hai Bottle, Cobra và Rider System, tạo ra Kamen Rider Eivor. Bill là vật lý thì hắn ta chính là thiên văn. Những biểu tượng kỳ quái từ những chùm sao tụ hợp trên bầu trời. Tông màu chủ đạo của hắn là vàng kim, đỏ và xanh đậm, giống hệt với tông màu của Bill được điểm tô bằng những chi tiết vàng kim. Những quỹ đạo, những biểu tượng thiên văn được trải khắp trên người của Eivor, phần vai cùng hai hình tròn và hai chiếc gai. Những biểu tượng thiên văn này được trải khắp trên phần tai cho tới chân của Eivor. Gương mặt được tạo hình bằng hai con mãng xà nhập lại với nhau, phần đầu thể hiện rõ biểu tượng của kính thiên văn. Hắn ta là một thực thể đến từ vũ trụ, còn gì hoàn hảo hơn và đối ngược lại với phong cách vật lý của Sento. Một chiếc lưng giống với Sento nhưng tạo ra một rider hoàn thiện, một lĩnh vực khác đối lập so với Bill. Sức mạnh của Eivor Cobra trong lần đầu xuất hiện là chẳng còn gì để nói. Hắn đánh cho Ro như tử mà không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Khả năng di chuyển để tạo lại dư ảnh, dịch chuyển tức thời là những gì mà hình dạng Cobra thể hiện. Nó linh hoạt, ranh ma như một con rắn thực sự, tấn công vào những điểm yếu chí mạng của kẻ thù. Hắn ta vẫn giữ lại đặc tính của chiếc Bottle Cobra, dùng một chiếc vòi độc để kích hoạt độc tố lên người kẻ thù. Vũ khí hình dạng này của Eivor vẫn là Sam Steam Gun với những hình thái cơ bản của chúng. Đòn tất sát của Eivor, Evotic Finish. Hắn ta tụ nguồn năng lượng vũ trụ vào đôi chân của mình, hấp thụ toàn bộ chúng và ra một cú kích cực mạnh với vòng xoáy vũ trụ dán vào người của kẻ thù. Đòn Rider Punch của Eivor thực hiện cũng tương tự, tập hợp tất cả nguồn năng lượng thiên văn vào tay, ra một cú Rider Punch cực mạnh vào người kẻ thù.